các bạn thấy chưa, siêu chứng minh của chúng ta dẻo chưa? Đó, đèn văn ơi các bạn. Để tới nè. Wow, chạy bán luôn cục đá luôn các bạn thấy chưa? Rất là mạnh luôn nè. Chiếc xe tăng này chạy hay không các bạn? Rất là hay luôn đúng không? Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình có rất là nhiều món xe đồ chơi mới luôn nè. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng chơi với mình nha. Nhưng mà trước tiên á, mình sẽ sửa chữa lại những cái chiếc xe đang bị hư cái đã. Cái chiếc xe này là xe gì đây? Mình biết rồi. Đây á, là cái chiếc xe cẩu múc cát của mình nè. Bị xúc cái gồng múc cát. Bây giờ mình sẽ gắn cái gồng múc cát vô cho chiếc xe nha. Rồi, xong rồi, đây là chiếc xe cẩu múc cát rất là đẹp của mình luôn đó nha. Tiếp theo, đây là cái chiếc xe gì đây? Đây là cái chiếc xe ben của mình nè. Cái chiếc xe ben của mình á đang bị mất cái thùng ben. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái thùng ben nha các bạn. Cái thùng ben của chiếc xe ben này á, là cái thùng ben này nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái thùng ben vô nha. Ok, như vậy là mình đã sửa chữa được một cái chiếc xe ben rồi nè. Chiếc xe ben của mình á làm việc chung với lại chiếc xe cẩu múc cát nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái món đồ chơi mới của mình rất là bự luôn nè. Các bạn thấy cái món đồ chơi này xịn sò không? Siêu xịn sò luôn á nha. Đây là một bản siêu chiến binh. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn cùng xem nè. Siêu chiến binh này của mình á đang bị trói lại bởi những cọng dây. Rồi ok. Rồi ở dưới cái chân nữa nè. Rồi xong rồi. Đây là bản siêu chiến binh của chúng ta nha các bạn. Các bạn nhìn nè, đang cầm theo một khẩu súng rất là đẹp luôn. Rồi bạn đó còn có một cái thanh gươm nữa nè. Bây giờ mình sẽ gắn cái thanh gươm này vô cho bạn siêu chiến binh nha. Siêu chiến binh của chúng ta rất là cao luôn đó các bạn. Nè, các bạn nhìn nè, rất là cao luôn nha. Rồi ở phía sau này nè các bạn, có một cái công tắc nè, chúng ta có thể bật ở đây nè các bạn. Siêu chiến binh của chúng ta đang di chuyển nè. Các bạn nhìn nè, sau đó bạn đó sẽ quay cho các bạn cùng xem nè. Các bạn thấy chưa, siêu chiến binh của chúng ta dẻo chưa? Rồi bây giờ mình sẽ quay lại bên này cho các bạn cùng xem nha. Siêu chiến binh của chúng ta có thể di chuyển được các bạn. Nhưng mà ở đây có cát nhiều quá các bạn, nên siêu chiến binh chúng ta không di chuyển được nha. Có đèn các bạn thấy đẹp chưa nè. Rất là nhiều đèn luôn. Siêu chiến binh của chúng ta đẹp ha các bạn ha. Rồi cái khẩu súng nè các bạn, có cả đèn ở chỗ này nữa nè các bạn. Wow, đẹp quá. Rồi bây giờ mình sẽ cho siêu chiến binh này nghỉ ngơi đi. Đây, từ từ, từ từ. Chờ mình tí nha. Rồi mình tắt đi. Rồi đó, cho siêu chiến binh này ở đâu đây? Rồi siêu chiến binh á mình sẽ cho đứng ở đây nha, để bảo vệ những cái chiếc xe công trình của mình nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ sửa chữa chiếc xe nào đây? Ở đây có một cái chiếc xe nữa nè. Đúng rồi, đây là cái chiếc xe này là xe ben. Xe ben cũng đang còn thiếu. Đúng rồi, thiếu cái thùng ben. Vậy bây giờ mình sẽ lấy cái thùng ben này nè các bạn, sẽ lắp vô đây nè các bạn. Bây giờ thì chúng ta đã sửa được thêm một cái chiếc xe ben nữa đúng không? Rất là hay luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa cái chiếc xe này. Xe này là xe gì đây? Mình coi coi. Đây nè các bạn. Đây nè, đây là cái cần cẩu của chiếc xe này nè các bạn. Đây, sửa cái xe cần cẩu nè, chúng ta phải nhét cái cây này vô đây nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn mạnh một cái nè các bạn. Như vậy là mình đã sửa chữa xong được cái chiếc xe cần cẩu rồi các bạn. Rồi, cho bạn xe cần cẩu sẽ đi qua bên này, đứng chung với bạn xe ben. Tiếp theo, mình sẽ sửa chữa cái chiếc xe này nè các bạn. Đây là một cái chiếc xe trộn bê tông đó các bạn. Chiếc xe trộn bê tông của chúng ta đang còn thiếu cái đồ trộn bê tông. Ở đây có cái đồ trộn bê tông. To quá các bạn ơi. Cái đồ trộn bê tông này to hơn chiếc xe này nữa. Không thể nào lắp vô được các bạn. Để mình tìm cái đồ trộn bê tông nhỏ thôi nha. Đây nè, mình thấy cái đồ trộn bê tông nhỏ rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô cho chiếc xe trộn bê tông này nha. Đây, mình sẽ gắn vô này nè các bạn. Rồi, sau đó mình gắn vô đây nè. Rồi, ok. Như vậy là mình đã sửa chữa xong cái chiếc xe trộn bê tông nè các bạn. Rồi, chiếc xe trộn bê tông của chúng ta có cái còi màu trắng rất là to luôn các bạn ha. Rồi, để chiếc xe trộn bê tông này ở đây chung với lại chiếc xe cần cẩu và chiếc xe ben nha. Tiếp theo các bạn, mình sẽ sửa chữa cái chiếc xe này nè các bạn. Cái chiếc xe này á nó đang thiếu bánh xe phải không các bạn? Đang thiếu 4 bánh xe. Ở đây có rất nhiều bánh xe luôn. Vậy bây giờ mình sẽ lấy 4 cái bánh xe. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái bánh ở đây trước nè.
Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ lấy thêm một cái bánh xe nè các bạn. Đây đó, mình dặn vô. Ok rồi, tiếp theo mình sẽ dặn cái bánh xe này vô nữa nè các bạn. Đó rồi, bên này thêm một cái bánh xe nữa các bạn. Rồi ok, như vậy á là mình đã sửa chữa được cái chiếc xe ben của mình rồi nè các bạn. Vậy bây giờ chiếc xe ben này mình sẽ cho chạy qua đây, đứng chung là chiếc xe cầu múc cát nha. Đó, rất là hay luôn các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái bộ đồ chơi nè các bạn. Nãy giờ mình sửa xe mình mệt quá rồi, bây giờ mình phải nghỉ ngơi. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra nha. Đây á là một cái hộp zombie nha các bạn. Có hộp súng zombie này á mình mới bảo vệ được những chiếc xe công trình của mình chứ. Rồi đây là cái khẩu súng nè. Rồi còn đây là những cái viên đạn của mình nè, bây giờ mình lấy ra. Rồi còn ở dưới này á là những bạn zombie nè. Mình sẽ lấy những bạn zombie này ra. Rồi đây là những cái zombie mục tiêu của chúng ta đó các bạn. Rồi mình sẽ lấy hai bạn zombie này đứng ở đây nha. Rồi ok, hai bạn zombie thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy khẩu súng nè các bạn, mình sẽ lên đạn nha. Lấy những cái viên đạn này mình nhét vô. Ok bây giờ mình sẽ nhắm mục tiêu nha. Mình sẽ nhắm mục tiêu này trước. Chiu, hay chưa các bạn. Tiếp theo mình sẽ nhắm mục tiêu này nha. Wow, cái khẩu súng zombie này chơi rất là hay luôn đúng không các bạn. Rồi mình sẽ để khẩu súng này ở đây. Tiếp theo mình sẽ đi sửa chữa xe nữa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ sửa chữa xe nào đây? Ở đây có cái chiếc xe này là xe rác nè các bạn. Đây, chiếc xe rác này của mình á đang bị hư cái nắp đậy thùng rác nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái nắp đậy thùng rác nè. Mình sẽ lắp ráp vô nha. Rồi, thẳng vô. Rồi, ok. Như vậy là mình đã sửa chữa xong cái chiếc xe rác rồi nè các bạn. Chiếc xe rác rất là đẹp luôn đúng không? Rồi, tiếp theo, ở đây có một cái chiếc xe này á. Mình biết rồi. Đây là cái chiếc xe cần cẩu múc cát nè các bạn. Chiếc xe cần cẩu múc cát đang thiếu cái gọng múc cát nè. Mình sẽ lấy cái gọng múc cát lắp vô cho chiếc xe này nha. Như vậy là mình đã lắp xong cái cần cẩu múc cát rồi đó các bạn. Nhưng mà chiếc xe của chúng ta đang còn thiếu bánh xe. Bây giờ mình sẽ lấy 4 cái bánh xe mình lắp ráp vô nha. Đây, một bánh xe nè, mình sẽ lắp ráp vào phía trước nè. Rồi tiếp theo các bạn, mình sẽ gắn thêm một cái bánh xe ở đây nữa. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ gắn hai cái bánh xe ở phía sau nữa các bạn. Rồi thêm một bánh nữa nè các bạn. Rồi xong rồi. Như vậy là mình đã sửa chữa được một cái chiếc xe cẩu múc cát, nhìn cũng rất là xịn sò luôn không các bạn. Mình để những chiếc xe công trình ở đây đi. Tiếp theo các bạn, ở trên này ở đây có một cái chiếc xe này là xe gì đây, để mình kiểm tra coi. Mình biết rồi, đây là cái chiếc xe ben nè các bạn. Đây cái thùng ben nè. Bây giờ chúng ta sẽ gắn vô trong này nè các bạn. Rồi ok. Như vậy là mình đã gắn xong cái thùng ben nè các bạn. Đây mình để chiếc xe ben này đây luôn nha. Wow, từ nãy giờ chúng ta sửa chữa được rất là nhiều xe phải không các bạn. Rồi ở đây có một cái cần cẩu nè các bạn. Đó, cần cẩu siêu bự siêu dài luôn. Vậy thì bây giờ mình sẽ lắp ráp vô cho chiếc xe cần cẩu nè các bạn. Rồi xong rồi. Một chiếc xe cần cẩu rất là dài luôn nè các bạn ơi. Wow, dài chưa nè các bạn. Ở đây có một cái thùng ben nè các bạn. Có cái thùng ben này mình sẽ lắp vô cho chiếc xe ben nha. Đây, chiếc xe ben siêu dài của chúng ta luôn nè các bạn. Wow, dài chưa nè các bạn ơi. Rồi tiếp theo mình sẽ chơi cái hộp này nè các bạn. Đây, cái hộp này là một cái hộp xe tăng nha các bạn, xe tăng điều khiển nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái chiếc xe tăng điều khiển này ra cho các bạn cùng xem nha. Wow, các bạn nhìn nè, chiếc xe tăng này đẹp chưa? Chiếc xe tăng này xịn lắm á nha. Chiếc xe tăng này có thể bắn đạn được luôn đó các bạn. Còn đây là cái độ điều khiển của chiếc xe tăng nè. Rồi, chiếc xe tăng mình khởi động đây nè các bạn. Các bạn thấy âm thanh hay không? Có đèn chớp rất là đẹp luôn không? Xe tăng TK100 nha các bạn. Rồi, còn đây là cái độ điều khiển nè. Mình nhấn cái nút này là nút bắn nè các bạn. Các bạn thấy không, đạn bắn ra luôn nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho chiếc xe tăng này đây nha. Mình sẽ bắn vô trong cái thùng ben cho các bạn xem nè. Đạn văng ra các bạn. Wow, cái đạn này nó bị kẹt cái gì các bạn ơi. Văng mấy viên đạn hoặc là những viên đạn đã cũ rồi đó các bạn. Bắn không có được văng xa các bạn ơi. Còn đây là cái chức năng của chiếc xe tăng này các bạn. Các bạn nhìn nè, bánh xe chạy nữa các bạn. Các bạn thấy chưa? Hay chưa các bạn? Chạy lùi nè các bạn. Đây, chạy tới nè. Chạy lùi nè. Chạy tới nè.
Wow, chạy quang luôn cục đá luôn các bạn thấy chưa? Rất là mạnh luôn nè. Chiếc xe tăng này chạy hay không các bạn? Rất là hay luôn đúng không? Wow, rồi bây giờ để chiếc xe tăng này đây đi. Mình tiếp tục sửa chữa xe các bạn ơi. Ở phía trước chúng ta còn 4 chiếc xe đã bị hư. Bây giờ mình sẽ lấy cái cần cẩu, mình đi kiếm chiếc xe cần cẩu nha. Xe cần cẩu ở đâu? Đây nè các bạn, xe cần cẩu ở đây nè. Xe cần cẩu, gắn cái cần cẩu vô. Rồi, xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn cái bít tông ngay chỗ này nè các bạn. Đó, wow, đẹp chưa nè các bạn ơi. Cái cần cẩu cao chưa kìa. Rồi tiếp theo nè, cái chiếc xe này mình biết nè, mình biết xe đó là xe gì nè. Đây cái gầm bút cát là của cái chiếc xe này nè các bạn. Này mình gắn vô nè. Đây là xe cần cẩu bút cát nha các bạn. Wow, cũng rất là đẹp luôn đúng không? Rồi tiếp theo bên này còn chiếc xe nữa nè các bạn. Đây chiếc xe cần cẩu nè các bạn. Thì hai chiếc xe cần cẩu luôn ha. Đây hai chiếc xe cần cẩu giống nhau luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn cần cẩu vô nha. Rồi xong rồi nè các bạn. Như vậy là mình đã gắn xong một cái cần cẩu nữa các bạn. Wow, xe cần cẩu rất đẹp luôn ha. Ở đây còn một chiếc xe này là xe cứu hỏa. Đây xe cứu hỏa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp cái vòi xe chữa cháy vô nha. Đây rồi xong rồi. Như vậy là mình đã sửa chữa xong chiếc xe cứu hỏa các bạn. Wow, ở đây có cái hộp gì nè các bạn. Cái hộp này đang đè lên cái chiếc xe gì đây? Đây là chiếc xe trộn bê tông của chúng ta nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái đồ trộn bê tông này nha. Đây cái đồ trộn bê tông này rất dễ luôn các bạn. Mình sọt vô cái lỗ nè. Rồi mình gắn cái chỗ này nè các bạn. Rồi xong rồi. Như vậy là mình đã sửa chữa xong một chiếc xe trộn bê tông rất là dài luôn ha các bạn ha. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ mở cái hộp này ra. Đây là một cái hộp đồ chơi siêu xịn của mình luôn á nha. Đó, các bạn thấy xịn chưa? Rất là đẹp luôn nha. Rất là nhiều siêu nhân luôn nha. Siêu nhân điện quang nha các bạn. Đẹp chưa nè. Có nhiều nhân vật chưa. Là vũ khí nữa nè. Rất là hay luôn á nha. Đẹp chưa các bạn. Đây vũ khí của chúng ta nè. Ấm ở đây nè. Sáng đèn nè. Các bạn thấy chưa. Chiêu. Rồi các bạn ơi, từ nãy đến giờ á chúng ta sửa chữa xe và chơi rất là nhiều đồ chơi mới luôn đúng không? Nhưng bây giờ đã đến giờ mình phải về nhà rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.